chính phủ Nga có 10 phó thủ tướng. Ông Mikhail Mishustin được tái bổ nhiệm làm thủ tướng Nga và chính phủ Nga sẽ có 10 phó thủ tướng. Hãng tin Reuters dẫn lại xác lệnh được Điện Kremlin công bố ngày 11 tháng 5 năm 2024 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phê chuẩn cơ cấu chính phủ mới của nước này. Theo đó, chính phủ Nga sẽ có 10 phó thủ tướng hãng tin tác dẫn lại xác lệnh thông tin thêm sự phân chia quyền lực giữa các phó thủ tướng đã thay đổi. Số lượng và tên các bộ của Nga dưới chính phủ mới sẽ được giữ nguyên. Trước đó một ngày, Tổng thống Putin đã ký xác lệnh tái bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm thủ tướng Nga. Sau khi được bổ nhiệm, ông Mishustin sẽ phải đệ trình lên Tổng thống Putin các đề xuất về cơ cấu các cơ quan hành pháp liên bang trong vòng một tuần. Ngay sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới hôm 7 tháng 5 năm 2024, chính phủ Nga đã giải tán như một phần trong quy trình được hiến pháp nước này quy định. Thông thường, sẽ mất vài ngày tới vài tuần để Nga công bố chính phủ mới. Truyền thông phương Tây dành nhiều sự chú ý cho các quyết định bổ nhiệm của ông Putin. Báo Politico Mỹ bình luận việc ông Putin tái bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin, 58 tuổi, làm thủ tướng Nga báo hiệu cam kết mang tới ổn định hơn là cải cách.